Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là dịp nhu cầu đi lại, giao thương của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, nạn trộm cắp, cướp giật thời điểm này cũng dễ xảy ra. Để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự trên địa bàn. Những tháng cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do được nghỉ dài ngày nên số lượng người về quê đi du lịch, thăm người thân tăng lên. Mặt khác, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều đơn vị, gia đình tổ chức ăn uống liên hoan. Và sau những cuộc vui ấy, có không ít người vẫn lái xe tham gia giao thông khi đã uống rượu bia nên càng dễ dẫn tới các sự cố giao thông. Giờ khả năng từ giờ đến Tết Nguyên đán giờ thì có 3 ngày lớn thì khả năng các tội phạm đường phố sẽ gia tăng, đặc biệt những tội phạm như cướp giật và trộm cắp. Thì ngoài công tác tuần tra kiểm soát, ngoài công tác đứng chốt cố định công khai, tổ tác sẽ tăng, ban chỉ đạo cũng tăng cường công tác về hóa trang để đảm bảo ngăn chặn các tình trạng đấy xảy ra, đảm bảo người dân đón Tết được an toàn. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Công an cũng có những kế hoạch tăng cường quân số ứng trực tại các điểm nóng về an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi gây rối, đặc biệt tập trung vào ngăn chặn việc tụ tập đua xe trái phép. Thì thực hiện kế hoạch của Bộ Công an thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã ban hành kế hoạch và các lực lượng, các đơn vị chiến đấu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong tình trạng ứng trực sẵn sàng chiến đấu cao, kể cả về người, phương tiện, vũ khí cũng ứng trực và sẵn sàng nhận mệnh lệnh của lãnh đạo bộ, tăng cường cho công an các đơn vị địa phương để đấu tranh triệt phá các chuyên án cũng như tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong những ngày cuối năm 2022, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023, ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát liên tục thường xuyên, lực lượng chức năng cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông, cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện lễ hội. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, kỳ vọng tình hình an ninh trật tự trên cả nước sẽ được bảo đảm.